Chúng ta cùng vào dạng toán đầu tiên về hai cái đường tiệm cận của đồ thị ám số. Dạng toán đầu tiên chúng ta này, tiệm cận mà liên quan đến định nghĩa và bảng biến thiên. Nhớ chưa? Và chúng ta đi vào câu số 1. Các em chú ý câu số 1. Cho ám số y bằng fx có, thứ nhất, giới hạn của ám fx khi x tiến dần tới dương vô cùng bằng 1, và giới hạn của hàm số fx khi x tiến dần tới âm vô cùng bằng âm 1. Khẳng định nào sau đây là đúng? Các em chú ý khẳng định đúng nha. Chúng ta có 4 khẳng định tương ứng với 4 đáp án. Đáp án A, đồ thị hàm số không có tiệm cận ngang. Đáp án B, đồ thị hàm số có đúng một tiệm cận ngang. Đáp án C, đồ thị hàm số có hai tiệm cận ngang là các đường thẳng y bằng 1, y bằng trừ 1. Đáp án D, đồ thị hàm số có hai tiệm cận ngang là các đường thẳng x bằng 1, x bằng trừ 1. Vậy bây giờ chúng ta dựa vào định nghĩa để cùng phân tích câu số 1 này, xem là hàm số của chúng ta, cái phần đồ thị của nó có đường tiệm cận nào và cụ thể đường tiệm cận đó nó có phương trình là gì. Được chưa? Chúng ta vào phần giải. Đầu tiên, chúng ta có này, giới hạn hàm số fx khi x tiến dần tới dương vô cùng bằng 1. Đúng chưa? Vậy theo cái định nghĩa về đường tiệm cận ngang thì đây nó sẽ sinh ra giới hạn này mà bằng 1, thì từ đây chúng ta sẽ sinh ra tiệm cận ngang của đồ thị hàm số là, các em nhớ tiệm cận ngang bao giờ cũng là y bằng, ở đây thì nó sẽ là y bằng 1. Đúng chưa? Vậy tiếp theo cái giới hạn nữa, giới hạn của hàm số fx khi x tiến dần tới âm vô cùng, đề bài cho nó bằng âm 1. À thì từ đây chúng ta cũng suy ra được, theo định nghĩa thì tiệm cận ngang của đồ thị hàm số là y bằng trừ 1. Đúng chưa? Vậy thì chúng ta có này, đồ thị hàm số này có hai tiệm cận ngang, còn tiệm cận đứng thì chúng ta chưa khẳng định được. Đúng chưa? Vậy thì chúng ta đã suy ra được từ đề bài bấy nhiêu rồi. Chúng ta bắt đầu kiểm tra các đáp án. Đáp án A này, đồ thị hàm số không có tiệm cận, không có tiệm cận ngang. Chúng ta tìm được hai tiệm cận ngang, vậy thì đáp án A là chưa đúng. Đúng chưa?